Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về mono và stereo. Thì đầu tiên á, mình muốn các bạn nghe thử cái chắc này. Ở đây thì mình có sử dụng một cái ozone imager ở đây. Cũng như là có để đi khác, nó khỏi bị mất lúc chúng ta click tùm lum ha. Thì cái việc các bạn hãy chú ý vào cái hình bán nguyệt ở đây. Cái này người ta gọi là spectroscope và các bạn, thì cái này sẽ giúp chúng ta phân tích được cái hiệu ứng mono và stereo của một chắc. Rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chúng ta nghe thử cái chắc này ha. Mình sẽ để nó ở đây. Chắc này là trong Cinematic Destiny nha các bạn. Của nó hãng Cinematic. Đây. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái jack công ty họ làm, cho nên thì nó sẽ có một cái tín hiệu stereo khá là tốt rồi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta cho tín hiệu stereo nó trở thành tín hiệu mono và chúng ta kéo cái này xuống ha. Mono thì master xuống. Đây các bạn có thể thấy gì? Thì khi mà chúng ta kéo tín hiệu đó xuống á, thì cái vector scope của chúng ta sẽ chạy thẳng một đường lên luôn ha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ mở rộng tín hiệu ra ha. Các bạn đã thể thấy mình mở rộng tín hiệu, rồi sau đó mình đã cho tín hiệu chạy từ thêm stereo cho nó, mình chạy về mono ha. Thì chúng ta thấy ở đây là gì? Master scope của chúng ta á, khi mà các bạn nghe bằng tai phone thì các bạn sẽ thấy được cái cảm giác là nó tạo ra một cái không gian lớn hay nhỏ tùy thuộc vào cái stereo width chúng ta chỉnh là lớn hay nhỏ ha. Thì cái stereo mic này á, bình thường nó sẽ tác động lên cả một cái tầng âm như thế này ha. Tầng âm đây thì các bạn thấy giống một cái tầng âm của EQ ở đây ha. Đến chỗ này là 20.000 Hz các bạn, 20.000 Hz. Đây là từ 0 đến 20 kHz ha. Rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta ngồi chúng ta tắt. Thôi thế này đi, chúng ta sẽ dùng một cái reset. Chọn cái lời test control low end đi. Cái lời test này thì các bạn thấy là gì? Thường thường á, trong những cái test của chúng ta á, thì chúng ta sẽ control low end như thế này là cái phần âm trầm á, thì chúng ta sẽ để tín hiệu nó gần với lại mono hơn. Còn lúc là chúng ta sẽ thu nhỏ tín hiệu của nó lại á. Còn cái phần âm cao hơn chúng ta sẽ mở rộng không gian nó ra. Điều này đã được thể hiện rất là kỹ ở cái bảng chỉnh âm ở đây. Thì mỗi cái này nó sẽ tượng trưng cho một cái tần âm khác nhau ha. Màu xanh này các bạn, màu xanh này, màu vàng này ha, màu đỏ, cuối cùng là màu lá cây. Đây, tần âm trung, tần trầm, tần sấp, tần cao. Ok, mình sẽ cho chị thử ha. Ok, giờ mình sẽ tắt luôn cái imager đi. Các bạn có thể nhìn thấy cái sự thay đổi mặc dù nhỏ nhưng mà nó sẽ, nếu mà bây giờ mình chỉnh cái thông số nó lên cao đi xíu thì các bạn sẽ nghe được nó rất rõ luôn ha. Đó là về cái phần mono với stereo ha. Thì dĩ nhiên không cần dùng ozone thì trong cái
FL của chúng ta nó sẽ có phần zero với lại mono ha. Đây là mono, đây là mở rộng hết bandwidth ra zero. Ok, để nó chạy từ trái qua phải, em sẽ kéo nó chạy từ từ. Đây các bạn có thể nhìn thấy bên phải là mono, trái là zero ha. Ok, thì chúng ta sẽ đến với lại một cái loại EQ có tên là mid-size EQ ha. Thì đây mình sẽ dùng cái RO Q3. Đây thì các bạn sẽ làm như sau với mình. Trong một cái bài nhạc á thì chúng ta sẽ muốn cái tần âm ở dưới 100 Hz chúng ta nó sẽ thuộc tần âm là mono ha. Đây mình sẽ tự chọn đến cỡ 100 Hz đây. Ok. Rồi, bây giờ thì cái band này người ta đang gọi nó là band stereo. Nó sẽ ảnh hưởng lên cả mid và size. Mid là cái gì? Mid là cái ở giữa nó chạy á, còn size là cái hai bên. Khi mà các bạn mono thì có nghĩa là các bạn chỉ có tín hiệu mid thôi. Khi các bạn mở stereo ra hết cỡ thì các bạn có thể có một chút mono, có thể có một tín hiệu mid nhưng mà thường hoàn toàn là size ha. Rồi, đây thì nó sẽ có zero placement ở đây. Các bạn muốn nên chỉnh EQ cái nào thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái mid và cái size này ha. Thì đầu tiên là cái size các bạn sẽ muốn. Thứ nhất là các bạn chỉnh nó thành size như thế này ha. Rồi, các bạn sẽ chọn cái cut như thế này. Ok. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái cut cho làm sao cho nó sắc hơn một tí ha. Chọn cái 48 này. Kéo nó đúng tới 100. Hơn kém một tí. Các bạn có thể hiểu là sao? Cái tín hiệu âm trầm nó vẫn có các bạn, nhưng mà nó chỉ có ở cái tần âm mono là mid thôi. Lý do tại sao như thế này là tại vì chúng ta sẽ muốn thường những cái loa á, loa âm trầm nó sẽ có cái loa riêng gọi là loa bass các bạn, nó sẽ cho ra tần âm là tần âm mono ha. Những cái loa sẽ không thể nào cho ra cái tần âm size của phần này, nó sẽ chỉ làm cho người nghe mà họ dùng tai nghe cảm thấy nó bị hơi ồn tí. Rồi còn về phần mid, chúng ta sẽ muốn nâng phần mid của cái trên này lên một chút xíu ha. Mình đã chỉnh zero placement về phần mid, nâng phần mid hoặc phần size cái này lên một chút xíu. Rồi. Còn về tiếp tục với phần mid, chúng ta sẽ muốn phần mid hạ phần mid ở tầng âm chung này một chút xíu. Thế này ha. Nghe kết quả. Mình sẽ tắt đi. Bật lên. Ok, là chúng ta đã học xong phần stereo và stereo và mono như mid và size của EQ. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hy vọng mà bài này sẽ giúp ích được trong quá trình các bạn làm nhạc. Và hãy nhớ âm nhạc là tự do, chúng ta có thể làm bất kỳ những gì chúng ta muốn, không có luật lệ nào cả, chỉ có giới hạn là sự sáng tạo thôi.